Sáng ngày 12 tháng 10 năm 2021, Đảng ủy thị trấn Lang Chánh đã tổ chức lễ trao huy hiệu 30 năm, 40 năm, 45 năm, 55 năm và 60 năm tuổi Đảng cho các đồng chí đảng viên lão thành trong Đảng bộ. Dự lễ trao huy hiệu có đồng chí Lương Tuấn Huê, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thị trấn và 10 đồng chí đảng viên được trao huy hiệu lần này. Trong đợt mùng 2 tháng 9, Đảng bộ thị trấn có 10 đồng chí đảng viên lão thành được trao huy hiệu 30, 40, 45, 55 và 60 năm tuổi Đảng, trong đó có một đồng chí vinh dự được nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí vinh dự nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng. Các đồng chí đều là những đảng viên ưu tú, từng tham gia chiến đấu tại các chiến trường và tham gia công tác xã hội tại địa phương. Qua quá trình công tác và hoạt động trong Đảng, các đồng chí luôn nêu cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ của địa phương, luôn động viên con cháu, nhân dân chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trao huy hiệu cho các đồng chí đảng viên lão thành tại buổi lễ, đồng chí Lương Tuấn Huê, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đã chúc mừng và gửi lời chúc sức khỏe đến những đảng viên được nhận huy hiệu Đảng, đồng thời khẳng định những thành tựu mà huyện Lang Chánh đạt được trong thời gian qua có sự tham gia đầy trách nhiệm, tích cực của các đồng chí đảng viên, trong đó có những đảng viên nhiều năm tuổi Đảng. Đồng chí cũng mong muốn các đồng chí đảng viên lão thành, đảng viên được nhận huy hiệu Đảng, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm của người đảng viên, mãi là tấm gương sáng để con cháu, các thế hệ cán bộ đảng viên học tập noi theo, góp phần xây dựng Đảng bộ thị trấn nói riêng và Đảng bộ huyện nói chung trong sạch vững mạnh. Thay mặt các đồng chí đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đợt này, đồng chí Phạm Tiến Hiên, đảng viên được nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, đã bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được Đảng ghi nhận, đồng thời hứa sẽ tiếp tục cống hiến trí tuệ, công sức vào sự nghiệp chung của Đảng, luôn nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu, nỗ lực rèn luyện, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ của Đảng giao phó, suốt đời trung thành với Đảng, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, của nhân dân.